tin Bloomberg và tạp chí Forbes mới đây công bố cho thấy nhà điều hành hãng bán lẻ trực tuyến Amazon của Mỹ Jeff Bezos đã trở thành người giàu nhất thế giới, không chỉ trong năm 2017 mà trong lịch sử thế giới từ trước cho đến nay. Theo đó, Bloomberg ước tính giá trị tài sản ròng của ông chủ Amazon vào khoảng 106 tỷ đô la Mỹ, trong khi Forbes xác định vào khoảng 105 tỷ đô la Mỹ. Kỷ lục tài sản trước đó thuộc về người sáng lập Microsoft Bill Gates với 100 tỷ đô la Mỹ trong năm 1999. Phần lớn khối tài sản khổng lồ của ông Bezos đến từ 78,9 triệu cổ phiếu của Amazon mà doanh nhân này đang sở hữu. Trong năm 2017, giá cổ phiếu của trang mạng bán hàng nổi tiếng này tăng vọt gần 57%. Theo thống kê của hãng phân tích Earnest Research, trang bán hàng có trụ sở tại Seattle này chiếm tới 89% lượng chi tiêu trên mạng đổ vào các hãng bán lẻ lớn trong 5 tuần đầu của lễ tạ ơn.